Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Quang Hạnh. Bàn là hơi nước không chỉ có chức năng làm phẳng quần áo mà còn bảo quản quần áo một cách thông minh, giúp chúng bền và đẹp hơn, cùng nhiều tính năng khác mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ngay một chiếc bàn là hơi nước Philips model GC3920 để hiểu rõ hơn chi tiết về sản phẩm này nhé. Philips GC3920 có thiết kế mạnh mẽ, ấn tượng từ màu sắc đến kiểu dáng, tạo nên sang trọng, tô điểm cho không gian sử dụng. Sản phẩm có kích thước chi tiết là 31.2 x 14.7 x 12.7 cm, trọng lượng 1.51 kg, cực kỳ nhỏ gọn và dễ di chuyển. Điểm đặc biệt ở sản phẩm là có thiết kế giãn cúc tiện lợi cho các loại áo sơ mi. Điều khiển dễ dàng thao tác. Mặt đế làm từ kim loại cao cấp, áp dụng công nghệ Steel Grade Plus, chống chảy, chống dính, là mặt vải nhẹ nhàng. Các lỗ phun hơi nước thiết kế thông minh, dày đặc. Ngăn chứa nước trong suốt, dung tích 300ml, dễ dàng tiếp nước khi hết. Philips GC3920 có công suất lên tới 2500W, làm nóng nhanh, hiệu quả, kết hợp với một số chức năng công nghệ hiện đại như công nghệ Optimal Temp, tự động điều chỉnh nhiệt, từ chất liệu zin cho đến lụa đều được ủi an toàn. Chức năng phun hơi liên tục 45g trên phút, phun hơi tăng cường 180g trên phút, cho hơi nước thấm sâu hơn vào sợi vải. Hệ thống chống nhỏ giọt cho phép ủi các loại vải tinh xảo ở nhiệt độ thấp mà không lo vết bẩn từ nước nhỏ giọt xuống. Sau 2 phút để bàn ủi dựng đứng, đặt trên mặt đế hoặc nằm nghiêng một bên mà không di chuyển, bàn ủi sẽ tự động ngắt điện, an toàn cho người dùng và bảo vệ sản phẩm, tiết kiệm điện năng. Philips GC3920 là một bản nâng cấp lớn so với các dòng bàn là truyền thống khác trong việc giúp người dùng có những bộ quần áo phẳng phiu hơn. Với thiết kế hiện đại cùng công năng thông minh, chiếc bàn là này hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng. Sản phẩm đang có sẵn tại các showroom của Điện Máy Quang Hạnh với thời gian bảo hành lên tới 2 năm. Các bạn có thể đặt hàng tại đường link phía dưới của phần mô tả hoặc gọi ngay đến hotline 024-6260-4188 để được các nhân viên tư vấn rõ hơn về sản phẩm. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực gia dụng cao cấp, Điện Máy Quang Hạnh cam kết sản phẩm chính hãng 100% nhập khẩu nguyên đai nguyên chiếc, chính sách 1-1 trong vòng 7 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất, đội ngũ chăm sóc khách hàng sau bán tận tâm, chu đáo, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng đúng hẹn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.